Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Black Zombie 2. Hôm nay chúng ta đã đi đến rồi là một cái vùng mà nó có một cái hố rồi, giống như cái hố tử thần vậy đó các bạn. Đây là ngay cái ải thứ 12 luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ gọi là bay vô, gọi là quất cái ải này thôi. Xem cái ải này cái thử thách của nó là gì đối với mình nhé. Không biết khó khăn không đây. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Và các bạn có cái game nào hay thì hãy comment bên dưới video để mình có thể tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Ok, bây giờ thì chúng ta nó cho mình chiến đấu vào cái chế độ gọi là nó cho mình hàng chứ nó không cho mình chọn nữa. Ok, bây giờ xem cái súng của mình đây. Tóc và bắn ra đó nè. Tóc. Ok, mạng zombie của chúng ta gọi là khá là lì luôn. Mình đẩy luôn một hàng năm ô, ô lông năm hàng, mỗi hàng một con. Thằng nào gáy trước thì sẽ tặng thêm nữa, tặng thêm hàng này hai con luôn. Nó rồi là nó bắn như phi đồng công vậy, bắn là bắn trúng này cái nó nhảy qua này. Ok, còn cái cây này mình sẽ cho nó ở sau cùng, tại vì nó có thể cự ly bắn rất là xa luôn, cho nên nó không cần phải lại gần. Độ ghê vậy? Cho nó đạn bự mới được. Đúng. Mày hả bự. Ok, cô nàng gọi là có cô nàng xinh đẹp để đi tới kìa các bạn. Ở bên đây mình đã có hai dòng rồi. Không độ luôn nào. Là da thần trưởng. Chiu. Đi bụi cái cô nàng gọi là mặc áo đầm về zombie. Zombie mà nó mặc áo đầm nữa. Cản nó lại. Không có để nó ăn mấy cái gọi là hoa quả của mình được các bạn ơi. Tụi này nó đông quá rồi, nó đang tấn công và nó ăn hoa quả của mình. Cố lên nào anh em ơi, anh em ta cùng nhau xông pha lên đàn, tăng 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 tăng. Ok, lắp này khoảng trống tốc độ luôn. Chúng ta gọi là lắp này khoảng trống mới được cái nó kéo à. Cái lũ làng lên luôn kìa. Cản lại, anh cản lại, không có để tụi nó gọi là làm càng như vậy được. Tụi nó đang gọi là tiêu diệt những cái con hoa quả của mình các bạn ơi. Giờ tụi nó mạnh sáng được. Mày hả bưởi dám mồi là ăn hiếp mấy con hoa quả của mình. Ok, được hai cái mới rồi. À, bây giờ là mình phải gọi là thổ phòng thủ. Phòng thủ tốc độ luôn. Tốc độ của mấy con khổng lồ luôn rồi các bạn. Mà đó mấy cái con này là mấy cái con zombie khổng lồ luôn. Nó còn giận, nó còn giác theo một cái con zombie con ở trên lưng nữa nè. Nó đâu có thèm đi một mình đâu. Đi một mình thì mình đỡ khổ, chứ nó đi mình đám luôn á. Ok. Tấn công mạnh lên nào anh em. Anh em tấn công chỗ này chết rồi. Cho nó ăn đạn được. Nó đạn bự bự vậy nó mới sợ, chứ ăn đạn ít quá nó đâu sợ đâu. Dùng hoa một tiếng là cho nó hửi luôn. Một mùi thơm đặc trưng của hoa màu tím. Ok rồi, một con zombie đã lùi bại rồi, xong thêm một em nữa đó là chịu không nổi với sức tấn công của những cái hoa quả của mình. Để nó quýnh dữ quá dữ mà mình phải gọi là sẽ chiêu mới được, chứ sợ bình thường là nó quýnh mình bánh sáng luôn. Ok, xong lên tới hải số 13 rồi các bạn. Xem trong này có gì thú vị đây. Na 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 na. Ok, và tiếp theo vẫn là những cái chú mỗi và những anh bạn zombie của chúng ta, nó còn mang thêm ba lô nữa chứ. Ok, bây giờ mình sẽ thay đổi không khí chút xíu. Mình sẽ cho những cái ok, cái bơm nè và tên lửa luôn. Đá đánh cô bé này vô, lấy cô bé này nè. Hoạch sát, bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu thế nào. Xem nào, hãy xem mình sẽ đặt lộn chỗ rồi, cái này phải đặt chỗ đây nè mới đúng. Đặt chỗ đây là nó dễ ra tiền liền. Đặt đó, giờ đặt vô là ra tiền liền. Đặt không vô là nó không ra tiền liền các bạn. Để mình xem coi thôi. Cái súng này phải lắp tới xa xa xíu để gần muốn bắn sáng cái súng của mình. Bây giờ là chuẩn bị nó rớt ra một cái liều các bạn. Bây giờ mình phải bắn cái liều nữa chứ. Bỏ đạo thiệt chứ, càng ngày mấy con này nó sẽ nghĩ ra những cái rồi là mình đó. Bỏ tay vô nó luôn. Nó suy nghĩ những cái mà chỉ có nó suy nghĩ nổi thôi á. Ok, hãy cho mấy cái súng này nó bắn đi. Anh em ta cùng nhau xông pha lên đàn. Tăng 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 tăng. Nó đốt trụ, nó nắm cái trụ này luôn rồi, nó không chịu đi luôn các bạn ơi.
nó ôm trụ luôn rồi. Ok, cái này nên trồng cây này đây để cho nó đều, nhìn cho đều và đẹp. Ok, nó xử mình gọi là tê tô tê tả luôn rồi. Tăng 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 tăng, cho nó ăn bơm cỡ vậy luôn mà tụi nó vẫn mạnh kinh khủng luôn các bạn ơi. Ở đó là tụi nó rất là mạnh luôn. Có trái bơm là cứu mình tốc độ luôn á, còn mấy cái trái kia sao nó bắn không là không nổi. Bơm là nó thả một phát một là bắn sát hết. Ok, và chúng ta sẽ trồng xíu màu sắc nha. Màu sắc đâu? Ồ, phải vậy mới đẹp. Quánh nó phải có màu sắc của hoa. Ok, và bây giờ thì cho tặng thêm vài bạn bơm mà đứng trong vòng chơi. Cái dòng ở giữa là tụi nó tấn công dữ nhất luôn các bạn ơi. Đây mình sẽ cho hoa nó thả nè, hoa nó thả rồi là ánh sao, ánh sáng của sao, ánh sáng của sao màu hồng khá là tuyệt vời luôn. Ok, và bây giờ thì mình đã chưa có được cái dưa hấu nữa hết. Cái dưa hấu này rất là mạnh luôn các bạn đó. Đây mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh đó. Cho cái dưa hấu này đập lùm đi, đập băng nè. Hấu đóng băng nè, nó các bạn thấy ghê chưa, nó dùng một phát một là mấy con kia nó xanh lè xanh lét đó. Ok, và hình như là nó không có đủ mạnh như vậy, và hình như là rồi xong con bé này nó chết rồi mọi người. Hình như là chúng ta còn phải cho nó ăn bơm mới được. Tấn công dùng bơm mì hả bự nổ ra phải vậy mới được, để gọi là tụi nó gọi là nó quýnh mình chế quá mà. Ok, quá tuyệt vời luôn, một cái màn khá là khăn khó đối với mình. Quýnh rồi là đổ mồ hôi luôn. Ok, lên tới màn số 14 rồi. Màn số 14 sẽ là một cái điều hấp dẫn mới đây. Xem chúng ta sẽ gọi là cái thử thách tiếp theo của chúng mình là gì nha các bạn. Cái hoa có cái mùi hương màu tím. Hoa màu tím chiều cất bước lang thang. Mình không có giỏi cho lắm về mấy cái bài hát. Đây mà mình đầu tiên là biết một điều là phải bảo vệ cái hoa màu tím này mới được. Biết lắm mà. Đó, hãy xem gọi là nó hử cái hoa màu tím này nó sẽ như thế nào nha các bạn. Rồi xong, nó hít được hoa màu tím rồi. Nó hít rồi. Và để xem sự khác biệt giữa cái thằng hít hoa màu tím với thằng chưa hít. Đó. Con mũi nó, con mũi khi mà nó hít hoa màu tím rồi xong nó mệt. Nó mệt, nó bay lừ đừ lờ đờ. Cuối cùng con mũi nó chết. Đúng không nào các bạn? Đó, rồi cuối cùng con mũi nó lờ đờ, nó mệt rồi. Nó bó là zombie nặng quá. Nó là zombie mà ăn cái gì mày nặng quá. Ok, và cái con zombie nó giác cái này nó bị rớt luôn rồi nè các bạn. Rồi rớt cái tủ đồ. Bây giờ mình sẽ quýnh mạnh cái tủ đồ luôn mới được. Ok, không ổn rồi, không có thể để nào mà con mũi nó giác cái con zombie mà nó chạy qua đây được á. Tại vì một điều là bên đây không còn cái gì để thủ hết các bạn. Nó mà giác nó bay qua đây là coi như là mình banh xác á. Nên là mình không có chấp nhận cái vụ mà nó giác mì. Cho nó biết gọi là thử cái mùi của hoa màu tím chiều cất bước lang thang. Ok, mình gọi là ca dở nhất sớm luôn á. Là ca cho vui thôi. Tăng tăng hoa màu tím nàng đã bước đi đâu. Mày hả bưởi hay xem tia laser đây. Tia laser bắn là hơi phiên Hồng Kông luôn á. Và cuối cùng là còn sống rồi. Có đạo thì chứ. Không nào cho tôi chịu nổi cái tia laser của mình. Đó, hãy thử khối độc đây. Nó tấn công nhiều quá các bạn ơi, phải nói là nó rất là đông luôn. Đông như thế này thì cho nó hử nè, hãy hít đi. Ok, hít rồi bắt đầu trốn khoáng hít luôn đi. Cho nó hử tiếp hoa màu tim. Chiều em đã đi đâu? Chiều em đã đi tu. Có bài lan cho đêm. Có bài lan cho đêm là đêm để bỏ. Lan để bỏ đi tu, bỏ lại đêm một mình. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ là quậy cái nào. Cho nó thấy sức mạnh cho những cái trái rồi là cái trái bự bánh xe bò này luôn á. Ok, chuẩn bị chết hết rồi các bạn ơi. Còn đợt nào nó không tăng. Ok, nó còn không đợt nữa hả. Rồi xong. Hoa màu tím
xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày, và đừng quên like và share video nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Có cái game nào hay đừng quên comment bên dưới video nha mọi người.